Một cảnh báo thời gian gần đây của các chuyên gia về sức khỏe sinh sản khiến cho nhiều người lo ngại. Đó là thực trạng chất lượng tinh trùng của đàn ông Việt Nam đang ngày càng suy giảm, kéo theo đó là những nguy cơ dẫn đến vô sinh. Trong khi đó thì nhiều người chưa ý thức được tình trạng sức khỏe của mình và càng chưa nắm được nguyên nhân vì sao chất lượng tinh trùng của mình lại bị suy giảm. Mình nhập gia đình hơn 1 năm rồi, tuy nhiên là 2 vợ chồng chưa có con. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình do mình, mà mình lại nghĩ là do vợ. Không thấy có con cái gì thì 2 vợ chồng đưa nhau đi khám. Bây giờ là do tại chồng, không phải là tại vợ. Đây chỉ là 2 trong số nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện. Đáng nói những người đàn ông này đều đổ lỗi cho vợ. Chỉ đến khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, các anh mới ngỡ ngàng khi biết chất lượng tinh trùng của mình ở mức yếu. Tại trung tâm này, tỷ lệ đàn ông đến khám có chất lượng tinh trùng yếu chiếm khoảng gần 50%. Hầu hết nguyên nhân là do lối sống và sinh hoạt bất hợp lý. Nhìn chung chất lượng tinh trùng ở Việt Nam cũng đang có chiều hướng suy giảm. Cái số phần trăm tinh trùng bất thường trên tổng số người đàn ông xét nghiệm tinh trùng đang ngày càng tăng lên. Người đàn ông mà hút thuốc lá nhiều hoặc là rượu bia nhiều, những người đàn ông có những bệnh lý sẵn có, huyết áp này, tiểu đường này, có lối sống quan hệ không lành mạnh có thể gây viêm nhiễm đường dẫn tinh trùng, gây viêm nhiễm tinh hoàn, nó cũng sẽ gây ra khả năng sinh tinh kém hơn. Đàn ông có chất lượng tinh trùng yếu nếu không điều trị triệt để thì tình trạng vô sinh sẽ kéo dài. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và cải thiện chất lượng tinh trùng là điều hết sức quan trọng. Cố gắng tránh được các cái stress trong công việc, trong cuộc sống, hoặc nếu có mình sẽ cố gắng để thay đổi nó. Cái thứ hai là mình sẽ phải có một cuộc sống lành mạnh, mình sẽ không rượu bia, không thuốc lá. Thông thường thì phải xét nghiệm tinh dịch đồ thì mới có kết luận chính xác về chất lượng tinh trùng. Thế nhưng vẫn có những biểu hiện sớm có thể giúp nhận biết được tình trạng tinh trùng yếu mà các đấng mày râu nên quan tâm, như chúng tôi tổng hợp trong clip sau đây. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Y tế 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Biểu hiện của tinh trùng yếu: tinh dịch ít, loãng, trung bình tinh dịch trong một lần xuất tinh của nam giới vào khoảng từ 2 đến 5ml, nếu ở dưới mức này được xem là ít, tinh trùng không đảm bảo. Tinh dịch có màu sắc và mùi bất thường. Tinh dịch khi mới ra ngoài có mùi tanh đặc trưng và màu trắng ngọc trai. Nếu tinh dịch có những thay đổi bất thường về màu sắc hoặc mùi thì đó là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ. Tinh dịch đông đặc sau khi xuất tinh, thông thường tinh dịch hơi nhờn dính, sau đó khoảng 20 đến 30 phút, dịch này sẽ biến thành chất lỏng. Nếu vượt quá 30 phút vẫn không loãng ra, đông đặc thì tinh dịch có vấn đề. Tinh dịch vón cục, trong tinh dịch có những hạt trắng nhỏ như hạt cơm, bóp thấy mịn như bột. Trường hợp tinh dịch hình thành cục đông có dây sợi thì nên đi khám.